trời người độc quá. Trời ơi, trời ơi, tôi có một bộ đồ á, trời ơi. Thôi đi tìm cho nó, trời tôi có một bộ đồ à. Tôi chết trời, trời ơi. Ủa, quá ơi, thôi đi kiếm chỗ nấp chị hai ơi. Đi kiếm chỗ nấp, trời ơi, còn không thì đi chạy lẹ, bà chạy chậm quá. Chết rồi, trời ơi, chết. Rồi, chắc tôi khóc rồi, tôi chỉ có một bộ đồ hả. Chết em rồi, cả nhà ơi. Em có một bộ đồ. Thôi, chạy về nhà đi. Lát tôi đi bộ vô. Mưa vậy vậy vậy, để xe vô vô nấp đi. Coi coi có gì không, nó ướt không? Nói mà tin mà. Bộ đồ này nó chua luôn. Không, tôi nói thiệt, tại vì tôi không ưa ở nhà đâu. Không muốn ai muốn chết hả? Đó, đó sao không bật máy lên lấy chim có ba cờ không? Không, mất pin rồi. Trời ơi. Mấy cái này là mấy cái lụm lúa nè. Như đây là like à? Không, quay thôi chứ like không có wifi. Không có wifi. Nước bạc là bao nhiêu được? 100 ngàn. Nước bạc mấy hộ. Nhưng quan trọng là tôi muốn là kích cơn kiếm tiền. Rồi cứ duy trì cái công thức đó đi lên. Đừng có thay đổi nếu như mình chưa có thời gian. Tại vì anh Long anh thay đổi quá. Anh thay đổi đến nỗi là anh bị khùng luôn. Thì đúng rồi, vừa thay đổi mà vừa không có, vừa không có kinh phí thì ổng bị điên, ổng bị khùng luôn đó. Theo cái đuôi của người ta kẹo là qua đây chó người ta rồi. Trời ơi.
phải có kinh nghiệm, phải né mấy ông nội chạy xe kia ra, tùy theo người, tùy theo người. Rồi đâu đâu xỉa mạnh đi, xỉa mạnh đi. Tới rồi. Đường con. Rồi 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 xỉa lên đi.